Hello everyone, đây là DT Trader, Video Weekly Recap số 21 bắt đầu. Đây sẽ là một video khác hơn những video recap trước đây mà tôi đã từng làm. Những video trước thường tôi sẽ đi detail từ cái trade mà tôi đã thực hiện. Nhưng video này tôi sẽ tập trung phân tích về hai time frame của DXY, tại sao tôi đã nghĩ là DXY giảm và tại sao target DXY ở cái vùng đó mà không phải là ở những cái vùng khác. Trước khi đi vào phân tích, tôi muốn chia sẻ một chút về góc nhìn và cách sử dụng của tôi đối với DXY. Những anh em mới tham gia thị trường hay là những anh em có tham gia các khóa học của các chuyên gia thì ai cũng nói với mọi người rằng là chúng ta nên phân tích DXY trước khi mà chúng ta Euro đô và bạc Anh đô. Thì tôi xin phép trong video này tôi sẽ gọi là EU và GU. Ok, thì nhiều năm về trước thì cái correlation giữa DXY và EU GU nó hiệu quả, cái đó là cái sự thật. Nhưng mà về những năm gần đây á thì cái correlation này nó không còn mạnh mẽ như trước kia nữa. Nếu mà anh em chơi một thời gian đủ đủ lâu thì anh em có thể để ý rằng nhiều khi ha, ví dụ đi, nhiều khi là với những gì mà người ta hay nói, có phải là DXY nó tăng thì EU và GU nó sẽ giảm không? Nhưng mà anh em chơi một thời gian dài, một số lượng chơi đủ lớn thì em thấy là đâu phải là ngày nào DXY tăng và EU GU nó cũng phải giảm ha. Nếu chúng ta để ý thì có phải là vậy không? Vậy thì đối với bản thân tôi thì tôi chỉ phân tích DXY vào cuối tuần hoặc là đầu tuần để tôi có cái nhìn tổng quát về thị trường, chung chung về thị trường. Cái việc mà tôi thường làm và phải làm đó là mỗi ngày tôi phân tích EU và GU chứ không phải là tôi phân tích DXY mỗi ngày. Nhiều khi ngày đó bạn thấy DXY nó thấy gớm luôn, không clean, mà EU hoặc GU nó rất là clean, nó show cho bạn là mày ăn tao đi. Và vì lý do là bạn thấy ở DXY nó đéo clean và bạn không quyết định lấy cái trade đó, kết quả nó đi như những gì bạn phân tích và bạn hụt. Thế là bạn cảm thấy nó như thế nào? Quá tuyệt vời. Tôi nghĩ đó không phải là gì tuyệt vời đâu ha. Nên bản thân tôi khi trade tôi sẽ tập trung một cặp hoặc là hai cặp và tập trung phân tích mổ xẻ nó, chứ tôi sẽ không có phân tích từ lưa, phân tích tùm lum hết trơn, càng nhiều càng rối. Không phải ngày nào nó cũng clean, có những ngày nó đéo clean. Nếu bạn ở trong group của tôi hay là bạn để ý follow cái Facebook cá nhân của tôi thì bạn có thể thấy rằng đâu phải ngày nào tôi cũng trade. Tại sao tôi không trade? Ngày đó tôi bận à, hay ngày đó tôi đi ngủ? No. No. No, 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 no. Mà ngày đó nó méo đẹp, nó không có cái gì clean để tôi có thể chắc chắn mà quyết định có lấy cái trade đó. Không clean, không trade ha. Quy tắc mà tôi đặt ra là tôi sẽ không vi phạm nó. Nên vì vậy á, đối với tôi DXY thì tôi sẽ phân tích ở hai time frame để tôi có một bức góc nhìn toàn cảnh về thị trường, chứ tôi sẽ không phân tích mỗi ngày để lấy cái đó để quyết định vào cái trade. Cái đó là tôi không làm ha. Ok, thì chia sẻ một chút về DXY vậy thôi ha. Bắt đầu chúng ta sẽ đi vào phân tích về DXY ha. Ok, bắt đầu chia sẻ DXY vào ngày 13 tháng 10 năm 2022. Đây ha. Thì rất là nhiều, và tôi cắt những cái hình phân tích về DXY post trên Facebook cá nhân của mình, thì anh em có thể tìm lên đây và xem chi tiết nó, hoặc là tôi sẽ để cái link bài viết này ở bên dưới phần mô tả để anh em có thể dễ việc tìm. Thì ta sẽ nói về DXY ở hai time frame trước. Anh em có thể thấy rằng là DXY bắt đầu được đẩy lên là vào tháng 6 năm 2021, thì đến lúc mà cây nến tháng 9 2022 á, giá nó đóng hoàn chỉnh là tôi thấy là rất khả năng
là nó tôn trọng cái vùng mostly fair value gap. Thì lúc này á, tôi mới mò vào những khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như là DALI hoặc là H12 hoặc là 6H hoặc là 4H. Thì lúc đó tôi mò vào, ok, tôi thấy khung H12 nó trông như vậy nè, nó trông khoảng này nè, đó, khoảng này, khoảng gì nè, đó, anh em có thể replay lại quá khứ mà anh em nhìn ha. Thì đây là cái vùng mostly fair value gap. Ok, lúc đó là nó đã xảy ra cái việc là sweep và MSB rồi. Thì sweep nó là một cái hành động, một có thể nó là hành động lấy thanh khoản và sau đó giá nó đi ngược lại, và trường hợp thứ hai nó có thể là phản ứng hai lô thôi. Chúng ta không thể nào chỉ có việc sweep mà chúng ta kết luận là giá nó reversal, thì nó hơi bị sớm quá ha. Vậy thì việc sweep là một, và chúng ta phải có thêm một hành động, đó là market structure break, hay nó là MSB. Thì lúc này chúng ta mới có thể là khả năng là giá nó đi ngược lại. Thì ta có cả hai ha, sweep và market structure break, giá nó đi ngược lại. Và lúc này giá nó về vùng bullish breaker zone, nó tôn trọng, nó respect và nó tăng lên, nó RTO về vùng bearish breaker zone. Thì lúc khi mà nó RTO về đây nè, tôi rất là nghĩ khả năng là giá nó sẽ không tăng nữa ha. Tại vì chung ha, tại vì tôi có nhìn thêm những cái khung nhỏ hơn thì tôi thấy nó khả năng là nó không tăng nữa, và khả năng là nó sẽ tôn trọng cái vùng bearish breaker zone này, và nó sẽ khả năng cao là nó giảm đó. Đây là từ khoảnh khắc này tôi đã nghĩ là giá nó sẽ giảm về vùng eco low rồi, à, chứ không ai đợi tới nó đi tới đâu đây tôi mới nghĩ. Suy nghĩ rất là sớm ra là tôi cộng rất là nhiều phân tích lại và tôi đưa ra quyết định thôi, chứ không phải là tôi coi bói hay gì. Và tới cái thời điểm mà bữa đó tôi nhớ là có cái tin gì về đồng đô la, giá nó đẩy lên, nó lại là clean sweep trong vùng bearish breaker zone. Ok, thì cái việc clean sweep nó là một sweep pattern. Thì Trader1 AP đã chia sẻ trên kênh YouTube về cái mẫu hình này rồi, anh em có thể tìm xem lại ha. Và lúc này á, tôi không nghĩ là giá nó sẽ giảm về vùng này ở đâu. Tại sao? Tại vì nếu mà anh em biết tôi đủ lâu thì anh em đã từng nghe tôi nói rằng là một cái vùng zone khi mà nó test từ lần thứ hai trở đi là tôi không có tin tưởng nó nữa. Tôi chỉ tin tưởng lần đầu tiên thôi. Cái vùng này nó đã được test một lần rồi và giá đã tôn trọng và nó đã đi lên rồi, thì cái việc tiếp theo thì tôi sẽ không tin tưởng nó nữa. Và một cái hành động tiếp theo nó là clean sweep cho vùng bearish breaker zone, hay nói cách khác đó là một cái hành động là nó lấy thanh khoản. Nếu như anh em đã theo dõi kênh Cam Trading thì Trader1AP đã chia sẻ một video bí mật mà không phải ai cũng biết. Thực chất là giá nó không phải đi từ zone này tới zone kia đâu, mà thực chất là giá nó đi từ vùng liquidity này tới vùng liquidity kia ha. Khi mà ta loại trừ là cái vùng zone này nó không tin tưởng để mà nó có thể giữ giá rồi, vậy thì cái vùng thực chất là tôi nghĩ nó sẽ có nhiều liquidity, nó sẽ là vùng này ha. Và ngoài ra tại sao tôi khoanh một cái dòng xanh này, thì tôi đã từng chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình về một cái concept này, nôm na rằng là một cái vùng zone bên dưới một cái vùng zone mà nó có một cái khoảng trống thì nó là một cái price action không hiệu quả ha. Cái vùng zone này đã test rồi và bên dưới này đã có một khoảng trống thì không có gì work ở đây hết, và theo đúng lý thuyết liquidity thì giá nó phải đến nơi chứa nhiều liquidity, nó đi từ liquidity này tới liquidity kia, thì liquidity kia chính là vùng này ha. Đó, khi mà ta phân tích, ta loại trừ thì kết quả cuối cùng chính là ở đây,
Có một câu nói nổi tiếng rất là hay ha. Khi ta loại bỏ những điều không thể thì những điều cuối cùng dù nó vô lý đến đâu á thì nó cũng chính là sự thật á. Thì ta loại bỏ những cái vùng không thể giữ được giá ra khỏi rồi thì còn lại chính là kết quả thôi. Nó rất là logic, nó không phải là kiểu hên xui may rủi, không phải là kiểu cảnh sát, không phải. Mọi thứ tôi phân tích đều phải logic và hợp lý thì tôi mới tin tưởng. Còn những cái gì mà nó có sự hên xui may rủi là loại bỏ luôn. Thẳng ra là gì? Nó rất là đẹp. Nếu anh em nhìn thật là kỹ nha, có phải là sweep nè, MSB đúng không? RTO lên sweep, MSB, RTO lên sweep, MSB. Nó có một cái gì đó lặp lại rất là trật tự, đó là điều ha. Nè, khi ta nhìn nó khung thời gian 3D đúng không? Vậy đây là hai lô, lô 2, lô lô, lô 2, lô lô. Nó rất là đẹp, nó giống như một cái bậc thang xếp từng bậc, từng bậc, từng bậc đi xuống. Rất đẹp. Quan trọng ta có nhìn ra hay không. Đó, đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ trong video này. Hy vọng qua video này anh em sẽ lại học thêm được cái gì đó. Chúc anh em sớm thành công.